cần phải dùng với cái thằng kia. Đấy. Đầu tiên nhá, ai cũng gán ID cho nó trước đúng không? ID, tức là ID nhá. ID nhá. T, à đâu, EDT, 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 nhập email. Đó, nhập email và tiếp theo nữa, thằng này ở đây anh cũng gán cho nó cái thằng ID TXV RR OR email. Đó, ok. Tiếp đến nữa là đến việc đăng ký với việc khai báo. Trong Android nhé, bọn em có thể dùng như kiểu là bọn em có thể bôi đen tận 2 dòng. Anh sẽ bôi đen 2 dòng và anh nhấn Ctrl D thì sẽ copy, nó sẽ copy 2 dòng cho anh. Có hiểu không? Nếu mình để một trỏ chuột mình cần những Ctrl D là copy 1 dòng. Còn bôi đen thì 2 dòng. Hiểu chứ? Thiên ok chứ? Dạ ok ạ. Ok ok. Dạ. Thì bây giờ là đến thằng này, anh sẽ đầu tiên nhá, là sẽ copy thằng tên này đấy, gá trò nghề sĩ tích đấy, sau cùng sau đấy là anh dùng khai báo thêm thằng tích đi vào. Và công việc đơn giản nữa, đại khái là trong code nhiều dùng nhiều thằng này lắm, cứ cắt cho copy không bài à. À, anh là cắt cho D ông dưới là sửa hả xạ hả thiên của gì thiên ánh xạ ánh xạ anh ạ, đấy đúng rồi, đấy chính xác. Bây giờ mình tiến hành, mình sau khi khai báo xong mình tiến hành mình ánh xạ đấy nhá. Xong bây giờ mình nhìn một chút này, vừa ấy có phải mình copy cái thằng quần kè này cho cái thằng ETX nhập tên đúng không? Thì bây giờ đơn giản lắm, mình cũng copy y xì xì thế này, đấy copy y xì xì xong rồi một là paste xuống đây cho anh. Đấy, paste xuống đây cho anh để cách ra nhìn cho rõ nhá. Paste đây. Dạ. Và lần này là mình xử lý với thằng email. Và cái tiếp đến nữa nhá. Bọn em cứ copy cái hàm xử lý lên này. Đấy, copy cả hàm nhá. Đấy. Paste tiếp xuống đây cho anh. Tuy nhiên nó sẽ báo đỏ. Và bây giờ mình xử lý không phải xử lý lên nữa. Mình sẽ sửa thành xử lý email. Được chưa? Ok chưa? Dạ. Đấy. Rồi bây giờ anh sẽ và cái thằng email này ở đây anh sẽ phải gọi ra cái hàm là xử lý email chứ không phải xử lý tên nữa. Thứ nhất là đương nhiên là tên phải là hai thằng này không, thứ nhất là mình sẽ không phải là sửa tên nữa, mình sẽ sửa email đúng không, email không thể là trống. Tiếp đến nữa nó đại khái là nếu như ghi chữ email quá ngắn thì nó không hợp lý lắm, nên là hàm cái email anh sẽ bỏ đi à. Đấy. Và tiếp đến nữa là ở đây sẽ là email. Hai đứa có phát hiện ra ai đang thiếu gì không? Còn gì mình chưa sửa? Còn cái TT gì nhỉ? TT có cái dòng ở dưới á. Đúng rồi, chính xác đấy, còn dòng này à. Đấy. Thiêng nhìn ra chứ. Không mất được anh ơi. Hả? Mất luôn đi. Rồi ok, mất luôn. Hả, sao đó? Đỡ hồn rồi mà đúng không? Đỡ hồn rồi mà. Rồi ok. Thì mở ý là chưa? Dạ, ý là biết nhưng mà không mất được đấy. Không gì cả. À, ý bạn nói bạn không bật mất được đó. À ok, không có gì. Đấy, bình thường anh hiểu à. Đấy nhá. Thì có nghĩa nếu như có gì không hiểu thì nếu như đấy thì có gì Thiên không hiểu, Thiên bật mic nhá. Anh thì sợ không hiểu nên anh đi hỏi hai đứa xem là không hiểu hay không đấy. Ok chứ? Dạ ok. Rồi. Tiếp đến này thì bây giờ xử lý email thì đến một cái thằng quan trọng. Cái thằng này khá quan trọng. Ví dụ trong trường hợp nhưng mà không này. Thì mình ghi chữ email không thể để trống, nhưng mà đơn giản bây giờ thế này, đoạn này anh sẽ không sử dụng nữa, anh sẽ comment lại đấy. Mà bây giờ anh sẽ sử dụng một thằng khác, đó chính là cái thằng
đó chính là cái thằng đây. Đây đơn giản rồi. Anh sẽ copy xong anh paste xuống dưới này. Anh sẽ dạy xong anh giải thích nhá. À, thì khi mà copy xong ấy, thì nó tương nhiên đơn giản là chắc chắn sẽ báo đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay là như bọn em code cái file C cộng cộng thì bọn em phải khai báo thư viện đúng không? Thì thằng Java này cũng tương tự, nó cũng phải khai báo thư viện như ở trên này, import như trên này. Đấy, và thằng này là nó báo đỏ bởi vì nó thiếu thư viện. Thì bọn em chỉ cần kích vào, kích chuột vào cái báo đỏ ấy, khi nó hiện như này, nó hiện có những cái chân đây này. Bọn em nhấn cho anh cái cổ phím là Alt Enter thì nó sẽ ra cái import class này. Đấy, và bọn em import thôi. Ok chưa? Hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu. Bây giờ nha, đây sẽ có chữ S này rồi. Ok, chuyển sang một chút. Anh giải thích một chút. Bọn hai 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 chưa ạ, hai hai mà chưa được học về cái thằng Watcher và thằng Pattern nhỉ? Chưa. Đây, đơn giản thêm nha. Không nào, bọn em có hiểu rồi. Trong lập trình nhá. Dạ. Ví dụ nhé, thường nhé, ở số điện thoại Việt Nam bây giờ là Viettel là nó quy định là số người số hết rồi đúng không? Không, ví dụ như kiểu là đây, lấy phải tách nhé. Số ở Việt Nam ấy, đầu của số Việt Nam ấy, có phải cộng 84, số điện thoại ấy, số điện thoại có phải là 03, đây là cái số điện thoại đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, đây là số điện thoại. Còn còn ví dụ như kiểu thẻ ngân hàng ạ, thẻ ngân hàng thường thì nó sẽ là 16 số. Yeah. Đấy là thường luôn nhá, anh nói là thường nhá, bởi vì bây giờ có ngân hàng nó sử dụng các thẻ khác không biết. Đấy. À, là có nghĩa là ví dụ đối với mỗi một cái định dạng, với một cái kiểu chuỗi ở trong bất kỳ xã hội, trong xã hội ví dụ không hiểu tên nhỉ. Hay là tên, cái tên của họ, họ tên họ và tên của em ấy, nó cũng là một cái chuỗi. Nó cũng là thuộc, như là có cái chuỗi ví dụ anh nhá, mà dù cái chuỗi này nó là cái nó thuộc dạng kiểu là nó tên đúng không? Tên này nó thuộc là một cái nhóm, nó gọi là nhóm, nhóm là nhóm định nghĩa tên ở Việt Nam, đúng chưa? Đấy. Yeah. Thì lúc nào là mỗi một cái chuỗi nó sẽ qua, nó sẽ có một cái quy tắc riêng đấy, quá hiểu không? Ví dụ nhá, số điện thoại quy tắc của nó là chỉ được 10 số và bắt đầu bắt buộc của thằng Viettel bắt buộc phải bắt đầu bằng chữ 032 đúng không? Tiếp theo ngân hàng ví dụ đây là ngân hàng, tất cả các ngân hàng đều, tất cả ngân hàng đấy đều là 16 số hạn, nhưng mà mỗi ngân hàng nó sẽ có những kiểu định giá khác nhau ấy. Ví dụ số ở trong ngân hàng này ấy, khi nhập bắt buộc bạn phải nhập cách cú số này, nhưng số trong ngân hàng khác nó bắt buộc các bạn phải nhập kiểu như này. Có nghĩa là cái định dạng số ấy, định dạng chuỗi nó khác nhau, hay là như kiểu tên này, cái định dạng tên này thì là sẽ phải ít nhất là chữ đầu tiên phải là chữ viết hoa đúng không? Nhận. Đấy, và các cái từ phải ngăn cách nhau bằng số cạnh đúng không? Thì vô hình chung ấy, nó sẽ sinh ra cho mỗi một cái loại chuỗi ở trong mỗi một loại chuỗi một cái loại một cái thứ gọi là quy tắc chuỗi. Có hiểu ý anh nói không? Dạ hiểu. Là bất kể những cái thằng nào ấy mà vi phạm quy tắc này sẽ không được tính là kiểu chuỗi đấy nữa, đúng không? Ví dụ như là anh có đầu tiên là chuỗi mà con chữ nó phù hợp với quy tắc tên của chuỗi. Nhưng mà bây giờ ví dụ anh viết chữ như này thì cái chuỗi này ấy, nó sẽ có phải là phá vỡ cái quy tắc tên của chuỗi chưa? Tự nhiên nói thôi, chữ hoa này không có khái niệm như nào trong, không có cái từ nào trong Việt Nam kiểu như này cả, thì nó sẽ không được coi là một cái chuỗi này sẽ không được coi là một tên. Có hiểu chưa? Hiểu không? Thì trong Java nhá, cái chuỗi thì là string thì bọn anh hiểu rồi này. Còn cái quy tắc đấy nó được gọi, nó được thống kê bởi một cái chuỗi như thế này. Đấy. Ví dụ nhá, bởi một cái thống kê như này và từ nhá, từ anh nói này, và cái việc kiểm tra cái chuỗi S này ấy,
nó có phù hợp với cái quy tắc hay không. Đây ví dụ ở đây anh sẽ viết như này thì mấy đứa sẽ hiểu hơn này. Sao lại tiếng Anh chuyển sang y cây? Ồ, tiếng Anh khéo khéo vừa chuyển sang y là cây sky thì chết rồi nhỉ? Ok, không có gì. Đây. Thì nhá, bây giờ này, cái searching này ấy, nó là cái searching người dùng nhập vào đúng không? Dạ. Và cái quy tắc, và còn đây là cái quy tắc mà cái được tạo ra ấy, để xem cái chuỗi này ấy, có thuộc nó có ăn khớp với cái anh gọi cái quy tắc này là quy tắc đặt tên email đi. IMN thì bọn em hôm nay bọn em có hiểu quy tắc đặt tên email á. Có còn từ từ nói nhá, bây giờ nói trước này, nói này là cho mình đỡ hiểu trước đã. Đây là sự chính nhé, đây là cái chuỗi quy tắc và cái chuỗi quy tắc này ấy, nó phải là cái sự nghe đấy nó phải tuân theo đúng cái chuỗi quy tắc này thì mới được tính là một cái email, được chưa? Và Yeah. cái việc việc kiểm tra xem nó có tuân theo cái quy tắc hay không ấy thì nó được kiểm tra bởi thằng Aaron và thằng Master đấy, có hiểu chưa? Ý ý chưa hiểu đâu, cái là Em không hiểu. hiểu rồi đi Dạ. chưa Dạ. nói à, rồi đấy nói rồi đấy anh ok thì có nghĩa là kiểm tra thì đấy. Thì còn bây giờ quay lại một chút này, bây giờ nói về cái quy tắc đặt tên mail đúng không, quy tắc đặt tên mail một chút là thứ nhất nó phải là đầu tiên chữ một cái chuỗi chữ và ký tự và số đúng không, được chưa? Dạ. Tiếp theo là có chữ đến đến một cái chữ nữa là cái chữ a cộng đúng không, Dạ. tiếp đến nữa là một cái tên miền gì đấy, có thể là gmail.com hay yahoo chứ hay là yahoo hay là cái ví dụ mỗi công ty nó có tên một tên miền riêng là của anh là sao mai đấy, của anh là sao mai Dạ. đấy đấy, hay là ví dụ mà kia ý nó mở công ty xong rồi nó thuê anh về làm mà nó đặt tên là xong nó đưa cho anh cái mail là bà con du an đòn như ý chấm gì đấy đấy, đấy là cái tên riêng đấy. Dạ. Tiếp theo nữa là ví dụ ở đây sẽ cho là gmail nào gmail đi Yeah. Yeah, chấm. Và tiếp theo nó có thể là chấm con đúng không, Yeah. đấy nó có thể là chấm vn đúng không, Yeah. nó có thể là chấm rf đúng không, hay là có thể là chấm mắm hay là chấm mủ gì đấy, hay chấm mắm hay chấm gì gì đấy kiểu kiểu ấy đấy, nên là đến lúc nào quy tắc đặt tên của nó là đấy, quy tắc đặt tên của nó là như thế. Thì bây giờ ấy, vấn đề là mình phải check làm thế nào để tạo ra được cái chuỗi như này. Đây nhá, bây giờ anh đặt tên là cái chuỗi như này nhá, cái chuỗi như này, đây là cái chuỗi một cái chuỗi kiểu kiểm tra ấy, kiểu quy tắc ấy. Thì cái quy tắc của nó đây là các cái ký tự trong cái ký tự trong chuỗi nó chỉ được phép là xuất hiện từ A đến Z và từ 0 đến 9, đấy là quy tắc của nó. Cái này bọn em được học rồi chưa? Dạ chưa, nghe lạ luôn á. Nếu anh biết thật nhé, nếu như mà bọn em định vào xin vào những công ty lớn như kiểu mai kia có thể vào Việt Nam vào VNPT, Viettel hay là FPT, thì ra vào hai những công ty liên quan truyền thông như của Toto ấy, thì sẽ cần, còn mặc định vào FPT thì không cần nhá, FPT nó chẳng cần đâu. FPT anh không biết là những cái quy trình phỏng vấn nó hơi dễ, thì lâu nay là ba lần đây quá mà gõ chữ ba lần là gì, ba lần ấy nó có nghĩa là mẫu kiểu kiểu ấy, ba lần đấy, ba lần Java đấy, có chữ Java thôi đấy, là bọn em để xem có những cái bọn nào nó dạy ba lần chuẩn không, bởi vì Việt Nam mình mỗi mỗi ông viết một kiểu bố mà biết đây chính xác đây đấy Dạ. đấy, nó ra là nó sẽ về ví dụ nhá, đây là cái chuỗi ví dụ ABC, nó ra là thiết lập cái chuỗi của em nó chỉ có thể khớp với A, khớp với B và khớp với C đấy, thì cái thằng này của anh này đang là cái chuỗi của anh là chỉ được có từ chứa ký tự từ A đến Z và từ 0 đến 9. Nếu như Dạ. để giải thích về thằng này thì nó hơi lằng nhằng một chút,
Đây là đúng là anh sẽ đây nhá, đơn giản thế này. Bây giờ nhá. Anh chỉ sợ mấy đứa không sợ anh sợ mấy đứa đang không hiểu nên anh sẽ thực và đi vào thực tế luôn này. Đây như này. Đi vào thực tế luôn mấy đứa sẽ hiểu luôn. Kiểu nãy giờ toàn nói là toàn lý thuyết ấy, chứ không có thực hành, ý là thực hành đúng không? Nên anh sợ mấy đứa không hiểu. Thế nhá. Cái thằng bọn em chú ý cho anh này. Thằng pattern này. Đây, dòng lệnh này nhá. Có phải anh truyền vào cái quy tắc mèo rồi đúng không? Đấy. Yeah. Thì có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái thằng, tạo ra cái thằng pattern, là tạo ra một cái quy tắc chuẩn. Đấy. Yeah. Và khi sau khi quy tắc chuẩn xong rồi thì anh phải dùng thằng master, tạo ra một thằng master thông qua cái lệnh xong rồi gọi ra pattern chấm master. Nghĩa là sao? Để kiểm tra cái chỗ S này của anh có đúng với quy chuẩn hay không. Yeah. Và cái bo cái b bo lần b chấm phin là sẽ trả ra kết quả xem là chuẩn hay quá, phải là chuẩn chuẩn hay không. Quá quá anh nói tin vậy. Sorry cô tin cũ, cô tin cũ thôi không quan tâm, anh chưa thoát sợ ai cô tin cũ. Alo. Dạ, okay. Em nghe. Có buồn ngủ không? Buồn ngủ không? Không anh. Không anh, đang tập trung vãi luôn anh. Ok nhá, thì là anh sẽ xử lý mail. Đấy. Thì nếu như mà B, đây như gì mà nếu nhìn thấy. Luna là nếu như mà B nhá, nếu như mà ở đây anh sẽ bỏ comment đi. Được chưa? Anh xóa đi, nếu như mà B. Anh sẽ ghi ở đây là lỗi, anh tạm thời ghi lỗi nhá. Có nghĩa nếu như là B có nghĩa là nó tìm phi đấy. Đơn giản là quả anh kích vào đây. Copy thì kích vào đây, quả nó ra rằng ra được cái hàm của nó. Xong đấy nhá, quả em sẽ copy cái thằng này. Đơn giản lắm, hồi xưa bọn anh học đơn giản lắm. Học phải nhưng trường anh thì nó không có cái môn Android. Không có Android là cái đợt tập đây là phải tự loại ra học, tự bỏ ra học thôi. Sợ đọc rồi tiếng anh xem chuyện đây hết đây đơn giản này, nó sẽ đây đơn giản này trả ra chu nếu chỉ khi và một chỉ khi dạy con đầu vào khớp với cái từ này. Dạ. Yeah. Là sao sai đúng không? Nếu chỉ với câu trả chu nếu khi một dạy con đầu vào chỉ là chu là khi khớp thôi, không khớp vậy thì xem lại nhá, xem lại có này. Đây. Đơn giản đây đúng rồi. Không đúng rồi, không sai. Đấy. Thì giờ anh sẽ chạy à. Đợi em tiệm nha, đây là cái rồi. Đây, đang lập này. Có phải là bây giờ cái chuỗi của anh là cũng đang được quy định là chỉ được cửa phép được ký tự từ A đến Z và từ 0 đến 9 đúng không? Yeah. Nếu như mà anh đầu tiên anh nhập bình thường, xong bây giờ ví dụ anh nhập một cái ký tự rất kỳ đơn giản chữ gì? Ủa, không được à? A đến Z. A đến Z nó có cả chữ gì rồi quên. Có luôn. Ok, đấy, rất bình thường. Hay là bây giờ ví dụ anh nhập vào một ký tự đặc biệt. Vậy lỗi không? Mọi người mới nhìn thấy chưa? Lỗi. Anh bỏ dấu chấm được không anh? Đấy. Dấu chấm à? Đấy. Vẫn lỗi. Ôi giời ơi. Nó không thuộc ký tự từ A đến Z và nó không thuộc từ 0 đến 9. Đấy, đúng rồi. Dạ. Có hiểu không? Đấy. Đấy là nguyên tắc là cái đơn hoặc đơn giản nhá. Bây giờ sửa lại một chút này. Không thích á, chỉ cho tập từ A9 thôi, từ A-Z thôi. Đấy. Nói chung là để học về, để thông thạo, để nếu như đạt đến trình độ thông thạo 7 cho cái thằng Master, cái thằng Paladin và thằng Master ấy, thông thạo 7 thì nó mất khoảng tầm 1 tháng sẽ đạt được. Dạ. Để hiểu được hết, bây giờ ví dụ nha, nhập số, bình thường bây giờ cái nhân loại có số, lỗi không? Lỗi. Đấy, lỗi không? Lỗi. Lỗi rồi, đấy. Đấy là cái hay của thằng này.
Dạ. À. Tí tí anh gửi cho em cái trang mà hồi nãy anh coi, cái trang mà để coi cái ba rành á, ba tầng gì đó. Dạ dạ đúng rồi. Không, cái này nó là tiếng Anh. Vừa anh đây là tiếng Việt. Cái tiếng Việt, dạ đúng rồi. Tại vì em muốn thêm dấu chấm luôn nữa, tại vì trong Gmail của em là có dấu chấm nữa anh ơi. Đúng rồi. Anh sẽ chỉ cho một cách, cái là không phải mất công hack não hoặc gì cả. Đấy. Còn bây giờ, này, bây giờ cái công việc của mình ở đây có phải là chỉ cần tìm ra được cái thông tin khác, đúng không? Đúng cái định dạng mail, đúng nguyên tắc đặt được mail á, biết ra cái nguyên tắc đặt được mail á, xong áp vào đây đúng không? Thật ra như này nhá, đã hỏi rồi anh đã hỏi, nếu đạt được đến trình độ thông thạo, đã hỏi anh rồi, nếu như mà đạt đến trình độ thông thạo tầm 7, tầm 5 thông thạo, tầm 7 cho cái môn này thì cũng hơi khoai á. Thôi đó, 13 mét đây. Đơn giản nhé, đơn giản đây thôi. Anh còn nếu như mà đối với những cái thằng là chuyên viên là lười như anh ạ. Hồi xưa anh học cái này anh lười á. Học mất hơn tuần, không rất phải cùng nó càng càng thôi chứ nó không đạt đến thông thạo đâu. Đấy. Nên là của em có ở trên đây trên mạng này. Có ai? Đơn giản là vào đường Java email. Và vào cái trang, ngay đầu tiên trang đầu tiên của anh nhìn thấy. Chắc over lâu. Yeah. Trang đó ngày xưa không mới đây chứ em hay vào lắm. Đây nhá, đây này, bọn em nhìn, con nhìn thấy cái chuỗi của nó không? Đấy. Yeah. Bây giờ đọc hiểu được cái chuỗi này ấy, nó phải đạt đến thông thạo tầm nó khoảng 6, thông thạo 7 đấy mới được. Đấy thì đơn giản nhá, bây giờ đơn giản như này, bọn em nhìn thấy nhá. Bọn em có thể nhìn thấy này, các cái anh sẽ giải thích một chút. Đây, copy cho chuỗi này xong rồi là gửi, xong anh sẽ giải thích. Có phải email mình nó chia làm 3 phần quan trọng đúng không? 3 phần quan trọng đúng không? Đấy, phần thứ nhất là phần tên. Thì nguyên cái chuỗi bọn em đến dấu cộng này, bọn em nhìn thấy này, là quy định cho phần tên. Dạ. Yeah. Là ví dụ là bắt đầu, đây là cái chữ bắt đầu và bạn có thể nhập từ A đến Z và từ 0 đến 9 và cộng thêm các ký tự như kiểu chấm, xích, trừ, phần trăm, cộng trừ gì đấy. Đó, hiểu không? Dạ. Đấy, đấy là cái thắt tên của nó. Sau tiếp theo đấy, các bạn bắt buộc phải cộng thêm một dấu A cộng. Đó. Dạ. Dấu A cộng và sau dấu A cộng các bạn nhập từ A đến Z từ 0 đến 9 hoặc dấu chấm hoặc dấu trừ. Anh chả biết bọn nó tiếp theo dùng dấu chấm hay dấu trừ nữa. Đó. Và các bạn nhớ cộng thêm cho mình và sau đấy các bạn nhớ cộng thêm cho mình dấu chấm. Đó, có hiểu không? Dạ. Và phần cuối cùng này, phần cuối cùng thì các bạn nhờ chỉ được phép nhập từ A đến Z không bao gồm số và chỉ được phép ít nhất là 2 ký tự và tối đa là 6 ký tự. Dạ rồi. Đấy như vậy là cái đọc cái này nó mù mắt lắm ơi. Hợp lý. Để nhét cái đống của lợi vào trong này là không dễ đâu. Đấy thì đơn giản thôi. Đơn giản thôi, cái nào mà đâu. Ôn một là như thế. Đây, quy đề ông này nhá. Đây, đây thì các bạn có thể nhìn cái chuỗi của chúng nó này. Đây. Úi giời ơi, chấm hỏi. Gmail gì kinh dị vậy? Không hết được luôn đấy. Không thua. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngôn ngữ gì vậy? Miền núi à? Này cái gì cái này đâu phải cái gì này mà Gmail hả? Uống tin đây là Gmail á. Bà thiêng à nhập nãy giờ thiêng có hiểu đấy. Dạ hiểu anh. Rồi đấy thì đây là cái chuỗi của chúng nó đây này, cái chuỗi ví dụ đây là một chuỗi của ông của mẹ ông biết, ông này biết là cái chuỗi này cũng ông này. Chắc ông này ông hát được ta xa rồi anh. Ai không biết được rồi. Thiệt. Đạo. Không hiểu tại sao luôn, cái gì mà xẹt xẹt rồi lại cộng chấm hỏi chấm này, cái ông dưới đây còn đỡ. 173 vốt vốt lên thì cũng đường dạng tầm cỡ chứ không phải là gì đâu. Bây giờ là tầm cỡ đấy, nên là có rất nhiều chuỗi kiểu ấy, nên là anh cũng thật là một là mình tìm, còn nếu như mà thiên hay là ý có ý định học theo
thì cái này mai kia thì ra là vào vào trong doanh nghiệp ấy thì sẽ áp dụng rất nhiều, không là anh cảm thấy áp dụng rất nhiều thôi, áp dụng rất nhiều. Chứ bây giờ là chất theo kiểu kia nó hơi khó, bởi vì mỗi một chuỗi ví dụ như kiểu kiểm tra email nó đã có sẵn cái thằng kiểm tra như này rồi. Chẳng qua mình đi copy code trên mạng thôi nhưng cũng không. Đây là anh copy anh viết đây. Ở bỏ mà. Đây copy anh copy cái chuyện quy tắc anh paste đây. Ở trên chưa copy à? Ở đây không? Đấy. Đây chuyện quy tắc của anh paste đây được chưa? Dạ. Đấy sau vào bây giờ anh chạy thử nhá để xem kết quả như nào nhá. Tới ngay chấm cơm này bị lỗi. Anh bỏ cái xẹt xẹt nó thử đi, hai cái dấu xẹt á. Ở trong cái dòng code ấy, nó có từ A đến Z là chữ in hoa á. Là cái chữ chấm com của mình đang là thường á, cho nên là từ A đến Z thường. A đến Z thường là nó thường in code in hoa. Tội nghiệp. Không giờ đang vui luôn. Dấu hai xẹt đó là gì anh? Giờ mình cứ bây giờ nhá, cái xóa thử. Quá rồi. Ôi bây giờ người thử hơi mệt đấy. Vậy bây giờ em kiểu nhá, cái chuỗi này là chuỗi chết đúng email thì báo ok. Đấy, phải không? Có cái chuỗi chết sai không nhau, chết sai thì báo ok, nhưng cái chuỗi ban đầu của mình ấy là chết sai báo ok. Là cái B là bằng chu ấy. Còn cái này là chết đúng thì bằng B là bằng chu. Ok, bây giờ anh nhập thử này. Cái thằng này hồi xưa anh nhớ mất lâu phết đấy, anh phải mất cái chỉ có ngồi cốt thằng này đủ mệt rồi. Đây sai luôn này, đấy đúng chưa? Phải sai luôn không? U 13 cộng R M I N chấm chết không phải ạ? R M I N chấm
Ví dụ chấm C O 8 là lỗi luôn đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Bởi vì nhá, chấm O Vậy cái đó nó đang là đúng rồi, mà mình lại là nếu nó đúng nữa mà mình lại thông báo lỗi thì nó lại đó. sai, nên mình phải phải Đúng khác rồi. nó thì mình mới thông báo lỗi. Đây, ví dụ như kiểu nó cho, để nó Dạ. xem, nó cho mình nhập chấm này, xin trừ phần trăm Dạ. cộng trừ đúng không? Nếu như mà anh nhập đây, chấm này không sao này, xin trừ này không sao này, đúng chưa? Phần trăm Dạ. này không sao này. Bây giờ nhập ví dụ ngang đỗ luôn, đó, Dạ. đỗ luôn đó, đúng chưa? Tiêu ý, ok chưa? Hiểu 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 là chưa? Dạ ok rồi em ơi, dạ hiểu. Đấy, còn Em không hiểu. cái chuỗi này từ A đến Z và từ 0 đến 9. Nếu như anh cho nhập số là sao? Đấy. Đấy. Không không vấn đề gì đúng chưa? Như đơn Dạ. giản nhá, đơn giản đây. Đéo cho ai nó thích ấy, cho này tốt nhất là nó chỉ có cho là từ 2 đến 8 ký tự thôi. Đấy, 8 ký tự thôi, chạy lại. Anh sẽ gửi cho hai đứa cả cái thằng này nữa, nếu như là hai đứa xem có thể cái lương cao lên bờ mình mà kia biết đâu vào thi thi vào VNPT là Viettel, à Viettel buổi chiều Viettel chạy là khác à Em Viettel nghĩ đúng cái không? đó nó có khá là quan trọng á. Quan trọng là nó đại khái là nó sẽ rèn để tư duy cho hai hai đứa kiểu kiểu mà kiểu Dạ. kiểu loạn não, kiểu bây giờ ví dụ đơn giản ý bây giờ ví dụ như nhưng mà Thiên bây giờ ví dụ Thiên biết này rồi mai kia không mà đi biết ví dụ tán ý thì là cái này ra không được bởi vì ý cũng biết cái này đấy, hoặc mai kia đơn giản thôi Em dám nên em dám chắc cái anh sau này mà có làm có gì gọi là gì ta, khóa luận á, là phản biện á, thầy sẽ đâm sâu vào cái phần này, dám chắc luôn. không đâu, lúc ra chỉ cần mấy cái thằng hiểu lâu ra hiểu qua qua hiểu gọi là hiểu mấy cơ thế thôi, hiểu mỗi cái định dạng ra ngoài đâu cho anh là đủ rồi, không cần nhiều Dạ. đâu, bởi vì anh nào anh cũng tra mấy cái định dạng trên bàn mà. Yeah. Đây đây là đây về trên này một tí nha, về cái là tao ba nó nhiều cái nó khá là màu nhiều. Giờ em biết thêm mới kiến thức nữa em thấy vui lắm anh. À chắc anh thiếu chữ đô la đó. Bao nhiêu tiền? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi bỏ mẹ chết rồi. Không phải đâu, không phải đâu. Chèn vào như này là sai. Chèn là sai, nó bắt anh nhập được 8 ký tự mới được rồi. Đúng rồi, đúng không? Bây giờ ví dụ như anh xóa cho một thằng này, lỗi luôn. Đúng không? Đấy, sai, chèn vào sai nhá. Đấy, nên là cẩn thận nhá. Nên tốt nhất nếu như mà cái gì mình không biết thì cứ quát mà. Đấy, cái nhanh nhất. Đấy. Anh em toàn chơi bài đấy luôn đấy, thì đấy là cái về phần mát chơi. Còn trời ơi còn giải thích về mát chơi lâu hết nhỉ. Đấy, Hai đứa hiểu đấy về là cái cái thằng bắt này rồi thì dạ hiểu rồi. dạ em hiểu rồi. thì nó dùng những ví dụ đơn giản thôi, mai kia mà bọn em bắt đầu có thể kiểm tra số điện thoại theo kiểu bắt buộc bọn em phải nhập đúng bắt người dùng phải nhập theo kiểu số Việt Nam chẳng hạn, hay là Dạ. đấy hay kiểm tra như kiểu gì kiểm tra nếu như mà bọn em nếu như mà ý thiêng là đạt đến tổng cộng 7 cho cái thằng này thì có thể kiểm tra kiểu cho nhập tên, chỉ phép cho nhập tên thôi, không cho phép nhập cái bất kỳ cái gì khác đúng không? Dạ. Đó, thôi chủ yếu là tạo ra cái quy tắc đó, ok chưa? Dạ. Được chưa? Đấy, thì tiếp theo nữa thì password,